Tham ăn, lười làm. Trời ơi, sao mà nắng thế? Bao giờ mới tới nơi đây ông bạn? Cố gắng lên, đi hết đoạn đường này rồi ta kiếm chỗ nghỉ ngơi. Tôi mệt rồi, không đi nữa đâu. Biết thế này không đi buôn bán gì với anh, ở nhà ngủ cho sướng. Thôi, cũng đến nơi rồi, chúng ta nghỉ ở đây. Bây giờ anh cầm ít tiền ra chợ mua thức ăn, về làm bữa nhé. Tôi còn dỡ hàng trên lưng lừa xuống cho chúng nghỉ ngơi. Ôi, tôi mệt lắm, anh xem này, chân tôi sưng tấy rồi. Thôi, anh đi giúp tôi nhé. Nhưng tôi còn phải dỡ hàng. Ôi, tôi đau đầu lắm, nắng gắt làm tôi chóng mặt. Anh làm giúp tôi đi. Thôi được, anh nghỉ ngơi một lát đi, lấy lại sức thì ra phụ tôi. Vậy đi ông bạn, tôi dỡ hàng xong rồi, cũng đi chợ mua đồ rồi. Giờ ông dậy nấu nướng đi, tôi tranh thủ đến mấy hiệu buôn trò hỏi giá hàng xem thế nào nhé. Anh làm sao thế? Tôi đau bụng quá, chắc là do sáng nay tôi uống nước suối đây mà. Thôi anh nấu ăn giúp tôi nhé. Mà từ nhỏ tới giờ tôi có phải nấu ăn bao giờ đâu. Sao lúc nãy đi chợ anh không vào hỏi giá luôn? Chẳng có chút thông minh gì cả. Đau quá. Thôi được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Đúng là đồ ngốc. Thôi mình ngủ tiếp vậy, lát nữa dậy có cơm là vừa. Này anh bạn, thức ăn đã xong rồi, dậy đi mượn bát đĩa để bày thức ăn nào. Việc đó đâu phải việc của tôi. Thơm quá, mình đang đói, thật là đúng lúc. Này, mấy anh bạn, chỗ của tôi đâu? Tránh ra chứ. Đâu phải việc của tôi. Này, tôi đang đói mềm cái người đây này. Không phải việc của tôi. Anh định cho tôi nhịn đói à? Đói. Đói, đâu phải việc của tôi. Có làm á thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Tôi bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Thiên tài chạy nhanh. Dậy, dậy đi nào, dậy tập chạy với anh đi. Ngày nào cũng tập chạy chán lắm. Anh cứ chạy một mình đi, em ngủ tiếp đây. Không được, em không được lười biếng như vậy chứ. Từ khi sinh ra, loài linh dương đã có khả năng chạy nhanh như gió. Sao chúng ta vẫn phải tập luyện chứ? Anh thích thì đi mà tập luyện một mình. Nếu nói về chạy, thì sư tử và loài linh dương 1:9, 1:10 em à. Chúng ta phải chạy mỗi ngày một nhanh hơn. Nếu không muốn làm mồi cho sư tử, chúng ta phải học hỏi nhiều, kể cả sự linh hoạt và mẹo trong khi kiếm ăn, may ra mới tồn tại được trong môi trường khắc nghiệt này. Thôi, anh thích thì đi tập một mình đi, em ngủ tiếp đây. Em thấy không, ngựa vằn rất chăm chỉ luyện tập, mặc dù cậu ta có đôi chân dài, khả năng chạy nhanh, không kém gì chúng ta, mà ngày nào anh cũng thấy cậu ta luyện tập. Trông cậu ta béo nùng núc thế kia thì làm gì mà chẳng phải luyện tập, làm sao nhanh bằng em được chứ.
Tội nghiệp chú ngựa vằn. May mà hôm nay anh em ta chui kịp vào đây lánh nạn, không thì tan xác với con sư tử hung ác kia rồi. Em thấy chưa, ngày mai nhất định phải dậy sớm tập chạy với anh. Vâng ạ. Chà, đẹp quá. Trời à, lại ham chơi rồi. À ha, mới sáng ra đã có miếng ngon dâng tận miệng rồi. Sư tử kìa, mau chạy thôi. Hả? Sư tử? Cố lên, nhanh lên em. Cố lên, nhanh lên nào. Cố lên, nhanh lên em. Lũ linh dương, khá lắm. Anh đã bảo mà, em thấy chưa? Nếu mấy hôm vừa rồi em mà lười không tập chạy thì hôm nay đã làm mồi cho sư tử rồi. Trong thế giới khắc nghiệt, phải đấu tranh sinh tồn hàng ngày, phải liên tục hoàn thiện bản thân mình mới có thể tồn tại được em ạ. Em hiểu rồi. Thật khu vía. Hẹn ngày làm nhà. Lạnh quá. Sao mưa mãi không tạnh thế nhỉ? Lạnh quá đi mất. Lạnh quá. Giá mà có một căn nhà để che chắn trong những ngày mưa này thì tốt biết mấy. Hay là ngày mai tôi với anh cùng đi kiếm gỗ làm một căn nhà, để những lúc mưa rét thế này còn có chỗ mà nương thân. Phải đấy, đi kiếm gỗ xây nhà thôi. Nắng rồi, ấm áp quá, thích quá đi mất. Thời tiết thế này có phải sướng không? Ê, anh bạn, anh thấy sao? Thật tuyệt vời. Thế chúng ta có phải làm nhà nữa không? Anh làm sao thế? Thời tiết đang đẹp thế này, sao phải lo chuyện làm nhà? Anh không thấy tôi đang rất dễ chịu sao? Việc đó ngày mai làm cũng được mà. Ồ, tất nhiên rồi, tôi cũng chỉ hỏi thế thôi. Nhà ngày mai xây cũng được. Mưa rồi. Sao thời tiết thay đổi nhanh thế không biết. Lạnh quá. Mưa gì mà to thế. Biết thế hôm nay chúng ta đã làm nhà rồi. Phải đấy, lẽ ra giờ này chúng ta đã nằm trong nhà hưởng cái ấm rồi. Thôi, ngày mai chúng ta sẽ xây nhà nhé. Ừ, đồng ý. Chà, nắng ấm lại về rồi. Chúng ta có phải làm nhà nữa không nhỉ? Ôi dào, tối nay sẽ không mưa nữa đâu. Thời tiết đẹp thế này cơ mà. Anh đừng lo, để ngày mai làm cũng được. Phải đấy, sao lại nghĩ đến mấy chuyện ấy trong thời tiết lãng mạn như thế này nhỉ? Lạnh quá.
ngày mai chúng ta nhất định phải làm nhà thôi. Phải đây, phải đây. Mệt, mình mệt lắm. Ui, nóng thế, cậu sốt cao quá rồi. Chết mất, ngày mai kiểu gì chúng ta cũng phải làm nhà. Sốt cũng phải làm nhé. Các cụ đã nói rồi, việc hôm nay chớ để ngày mai. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Hiểu rõ quy luật. Thành Sửu, mới sáng ra đã phát lưới đi săn chim đấy à? Dạ, chào bác. Bắt được nhiều thì để cho tôi một con nha. Cả làng này chỉ có mình cậu là biết bắt chim thôi. Bác cứ quá lời. Thôi, cháu đi đây. Mồi này thì khối con chim xin chết mà xa vào. Hôm nay thời tiết lại đẹp, chắc chắn sẽ rất nhiều chim đi qua. Quái lạ, sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì chứ? Dạ, hôm nay toàn là chim to. Mẻ này mình trúng lớn rồi. Bọn kia, đứng lại! Đứng lại! Tưởng đi bẫy chim mà chạy đi đâu thế? Ờ kìa, kìa kìa! À, ra là đang đuổi theo bầy chim kia. Thôi, anh đừng phí sức nữa. Dù anh có chạy nhanh đến mấy đi nữa, cũng không đuổi kịp đàn chim to khỏe lại biết bay kia đâu. Không phải, cháu cũng biết thế. Nhưng bác không hiểu được đâu. Cháu sẽ bắt được đàn chim đó. Thôi, cháu phải đi tiếp đây, không mất dấu bọn chúng mất. Người đâu mà ngốc thế, đuổi theo cả bầy chim. Theo được thì cũng biến thành chim rồi. Có thế chứ, mình không cần chạy nữa rồi. Cuối cùng chúng mày cũng phải rơi, tao biết mà. Ồ, làm thế nào mà cậu bắt được lũ chim đó thế? Cháu đã nói với bác rồi, nếu chỉ có một con chim thì cháu sẽ không đuổi theo vì không đuổi kịp. Nhưng ở đây có một đàn nên cháu biết chắc cháu sẽ đuổi kịp bọn nó, vì sẽ có lúc bọn nó rơi xuống. Làm sao mà cậu biết chắc lũ chim sẽ rơi xuống chứ? Lũ chim khi mới bị bắt, mục đích của chúng là chạy trốn nên đã hợp tác với nhau để vượt qua. Khi thoát rồi thì mỗi con lại có một suy nghĩ riêng, bay về nơi riêng của mình để sinh sống, nên mỗi con sẽ bay theo một ngã. Nhưng chúng đâu có ngờ tấm lưới đã bao quanh xung quanh. Khi các hướng loạn xạ, sức mạnh của chúng không tập trung được để kéo tấm lưới đi thì rơi xuống là phải thôi. Ồ, cậu quá là thông minh. Nào, giờ bác lấy mấy con? Ồ, chim to thế này cho tôi 2 con thôi. Trong cuộc sống, con người khi cùng nhau làm việc trong một tập thể cần phải biết đoàn kết, đồng lòng nỗ lực vì công việc chung thì mới có kết quả tốt đẹp. Nếu như mỗi người một phương pháp, không thống nhất phối hợp với nhau thì sẽ nhận lấy thất bại như lũ chim không biết đoàn kết kia. Ngựa đi cày. Thank you.
Châu vất vả quá nhỉ? Biết làm sao để được sung sướng thảnh thơi như tôi đây? Biết làm sao được, mỗi người mỗi việc mà. Mỗi người mỗi việc. Giời ơi, chẳng qua là anh không chịu thay đổi thôi. Đây là số phận rồi, tôi là Châu, tôi phải kéo cày thôi. Số phận ư? Chẳng qua là anh dốt hơn tôi nên mới phải làm việc nặng nhọc. Chứ cứ như tôi à thì còn lâu. Anh giỏi hơn tôi sao? Thế anh thử bày cách cho tôi thoát khỏi cảnh này xem nào. Tức là anh nhận ra mình dốt rồi chứ gì? Nhìn tôi sung sướng thanh thản thế này, anh thích rồi chứ? Tôi dốt hơn anh, xin anh hãy bày cách để tôi được thảnh thơi như anh. Dòng tai lên mà nghe đây. Khi ông chủ đóng ách vào cổ anh chỉ cần tỏ ra bướng bỉnh chống đối là được. Hả? Chẳng nhẽ chỉ đơn giản thế sao? Đơn giản thế mà anh có nghĩ ra được đâu. May mà ở bên cạnh người giỏi như tôi, chứ không còn phải kéo cày cả đời. Con trâu này, hôm nay làm sao thế nhỉ? Còn bao nhiêu ruộng phải cày nữa? Mình phải làm sao bây giờ? Trời, thế mà mình không nghĩ ra. Chính là con ngựa kia chứ còn gì nữa. Cày đi, đổ vô tích sự. Bộ đôi ngựa mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.